Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft siêu bí kíp liễn rồng. Và cuối cùng mình cũng đã thăm ngàn được đủ cái số lượng thức ăn cho rồng. Và hôm nay thì mình sẽ cho em rồng... Úi, đâu rồi? Ủa, mới tới đây mà. Mình sẽ cho rồng Ace lớn lên á. Đây, rồng Ace đây. Hiện tại rồng Ace mới 40 thôi, nên mình sẽ cố gắng cho ăn 60 phần ăn nữa. Đây mình sẽ lấy ra đủ 60 phần ăn luôn, cho đúng rồng ai ăn thôi ha. Đây mình sẽ chia ra. Thay vì chứ cho ăn 60 phần ăn này lâu lắm á, không phải giỡn đâu. Rồi, ăn cho mau lớn nha rồng ai. Hôm nay thì mình sẽ rất là cần rồng ai đó. Tiếp tục 50 rồi nè. Vậy, và khi lên 50 thì có vẻ đã to hơn khá là nhiều rồi. Được hết chứ, không biết lên 100 có bự hơn rồng mi của mình luôn hay không nữa. Mình nghi lắm. Nhiều khi lên 100 xong bự hơn cả rồng mi thì toan á. Tại lúc đầu mình cứ ngỡ là rồng ai sẽ không có to đến mức vậy đâu ha. Ui, library xuống dưới đi em. Một xíu còn dư anh cho, trời ơi. Một xíu còn dư thì anh cho, bay lên đây dành ăn. Sợ thì hôm qua cho rồng library ăn rồi, hôm nay phải cho rồng ai. Này, chuẩn bị nè, 70. Đã nha, 30 phần ăn cuối cùng. Có lên, gần đủ rồi. Tiếp tục 80 nè. Trời ơi, gồng. Có vẻ là lên 100 là sẽ bự, xem hoặc là bự hơn rồng mi á, chứ không phải nhỏ hơn đâu. Sau khi rồng ai đã lên tới level 100 á, thì mình sẽ tiến hành lấy cái cây DNA Extractor ha. Mình lượm cái DNA của em ấy cái đó. Mình sẽ qua đây, hình như mình nhớ là mình nhét ở bên đây thì phải. Chính xác, DNA Extractor nè. Rồi một cái empty DNA orb, cũng như là mình sẽ làm thêm một cái empty DNA orb khác á. Tại vì hôm qua mình đã lấy DNA của Mi rồi. Mình sẽ cần thêm thủy tinh nữa. Qua đây, thủy tinh thì bên đây. Cả đống luôn, mình mới nấu thêm nữa, nên yên tâm. Mình sẽ làm thêm một cái. Nó cần phải có thêm vàng nữa. Oh no, vàng thì mình lại để bên kia. Ui, tính ra mình làm cái kho này mình chạy tới chạy lui còn mệt hơn á. Ôi trời ơi, có đủ chưa? Còn thiếu một cái. Đây, giờ thì chắc đủ rồi đó. Đó, xong phiên. Rồi, giờ thì có thể đi lên trên và lấy DNA của rồng Ace rồi. Hôm qua lấy không được thì hôm nay sẽ lấy được. Chuẩn bị. Lấy DNA của Ace nào. Đấy, lẫm. Ace DNA rồi nè. Giờ thì mình sẽ cho em rồng tiếp theo ăn á. Đó chính là rồng Berteris. Đúng rồi. Rồng Berteris để mình coi. Đây. Ôi lồm, Berteris. Nè, này mới đúng. Xuất hiện. Đó, Berteris ngủ mất tiêu. Hôm qua thì cho ăn lên level 30 rồi ha. Nên hôm nay mình sẽ cho lên thêm một xíu nữa. 30 vậy là cần thêm 70 phần ăn. Ôi dồi ôi, không phải ít đâu, 70 phần ăn lận á. Rất là lâu luôn. Cho ăn lê lệ luôn. Đây, tiếp tục. Mình sẽ cho ăn hết tốc độ luôn á. Tiếp tục. Đó, kích thước lớn lên chưa kìa. Và có vẻ bờ tê rít lớn lên ngầu lắm á. Wow. Được. Mình thích những em rồng ngầu như vậy. Tiếp tục em ơi. Còn cái cổ em ấy mổ liên tục. Mổ thức ăn liên tục luôn. 66 rồi. Cứ cái đà này mà cho ăn thôi. 78. Ui, bự vậy. Ô, bờ tê rít lên. Có vẻ khá là to con á. Được. Im. Vừa to vừa ngầu nữa. Tiếp tục nào. 10 cấp cuối cùng. Chuẩn bị điểm ngược nha. 2, 4, 6, 8, 10. Rồi. Xong phim. Ăn đi em. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Và cái thức ăn cuối cùng. Boom. Level 100. Trời ơi. Quá đẹp luôn. Hai em này đứng ngang cũng khá là cân ha. Không chênh lệch về kích thước quá nhiều. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành lấy thêm cái orb của rồng Berteris nào. Lượm DNA.
Đó, xong mình đã xin được hai cái DNA của hai em rồng này rồi. Và bây giờ thì mình cần phải chế tạo thêm một cái máy nữa. Tại vì với hai cái DNA này không thì mình không thể làm được gì đâu. Mình cần phải làm thêm một cái được gọi là DNA Combiner ha. Cái này thì mình sẽ làm thêm DNA Combiner LED nè. Đó, cần khá là nhiều vàng đấy. Vô đây. Vàng đi vô trong nhà kho. Lắm. Xong rồi mình sẽ trở ngược lại cái nhà cũ. Lấy thêm gỗ ha. Gỗ ở đây, có luôn. Rồi, giờ thì mình sẽ làm những cái led này thôi. Một cái máy như vậy thì nó sẽ cần hai cái led ha. Led hình như cái chân này vậy. Một cái, làm thêm cái nữa. Hai. Hai cái. Xong, mình sẽ làm thêm cái stone slab này. Làm luôn. Rồi, giờ thì mình chỉ cần lấy thêm redstone và một chút sắt nữa thôi. Redstone có người chưa? Chưa có. Lại vòng qua cái nhà kho. Đấy, chạy tới chạy lui vậy đó. Cần hai redstone nè. Và cần gì thêm nữa không? À, cần thêm sắt. Sắt. Đây. Rồi, giờ thì hy vọng là đủ. Chính xác, mình đã đủ số lượng làm ra cái combiner rồi. Giờ thì mình sẽ đặt cái này ở phía trên ha. Cái phòng phía trên này mình làm giống như là cái phòng nghiên cứu về rồng ấy á. Mình sẽ đặt bên đây một cái máy. Nó hơi bị đẹp đó nha. Ở đây có ba cái cục nè, mình sẽ nhét những cái DNA ợp vô trong á. Rồi giờ còn thiếu gì không? Hình như mọi thứ đều đã đầy đủ rồi. Giờ thì tiến hành làm công chuyện thôi. Mình sẽ lần lượt cho vô đây là DNA của hai em rồng ha. Một cái là của Bertaric, một cái là của Ace. Và để coi nào, nó có hoạt động chưa vậy? Đúng chưa? Mình coi coi Bertaric. Nè 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 nè. Đúng chưa ta? Mình cho gì không biết có sai không nữa. Công thức nè. Công thức là DNA của Bertaric cộng với rồng A là sẽ ra em rồng bờ tơ rice. Không biết mình đọc có đúng hay không nữa. Ủa sao nó không chạy ta? Khoan khoan khoan, hình như là mình còn phải làm thêm một cái nữa là iron egg thì phải, một cái trứng á. Chắc vậy rồi, chắc vậy rồi. Để mình lấy ra mình làm một cái trứng thử xem. Iron egg nè. À còn thiếu một sắt, tại vì phía trên nó còn một ô nữa. Rồi rồi rồi, giờ mình đã có một cái trứng bằng sắt rồi nè. Mình sẽ thử cho vô đây ha. Cho cái trứng vô. Đây đây đây, nó để cái trứng ở trên rồi nè. Ồ. Nè nè, nó chạy vô rồi. Thành công không? Thành công không? Boom. Bờ Teres S nè, thành công rồi. Mình tạo ra một cái trứng rồng mới rồi. Yay. Thành công. Nhưng mà cái trứng này thì mình không thể ấp bằng hai cái máy của mình được, mình phải làm một cái máy ấp trứng rồng mới. Cái máy ấp trứng rồng này thì nó sẽ cần phải có cái hammer head này. Khối thạch anh rồi đá nữa hả? Khối thạch anh hình như mình không đủ. Vậy là mình phải xuống địa ngục á. Cái bây giờ là mình không đủ thạch anh rồi. Nè mình có chút xíu à. Phải đem theo cái cúp gia tài này thôi. Đá mình còn nhiều không vậy? Tại vì cái hammer head này nó cần tới 5 cục đá lận. 5 cục đá, mình chỉ có 2 cục thôi. Mình sẽ nấu thêm 3 cục nữa. Rồi cho nấu thêm 3 cục đi. Rồi đủ rồi đó. Rồi còn thiếu gì nữa không? Thủy tinh cất vô đây luôn cho nó gọn. Rồi à, thiếu bột quy lửa. Bột quy lửa thì trong này mình có luôn. Đấy, mấy cái này thì tầm này mình có rồi. Cũng đỡ khổ ha. Còn thiếu gì nữa không? À nó còn thiếu một cái cauldron, một cái chậu. Ok, một xíu về nhà làm cái chậu sau đi. Giờ để mình xuống địa ngục mình đi đào thạch anh cái đã. Giờ mình cần thạch anh hơn. Đi, cùng mình đi xuống địa ngục nè. Mà mỗi lần xuống đây ghé cái pháo đài địa ngục một phát một là quá trời xương đen đợi mình luôn. Mình sẽ thử vận may mới được. Kiếm cái đầu xương đen. Không có rồi. Ui, con này chơi. Ui, nó chọi mạng nhện. Chơi kỳ cục đây. Có cái đầu xương đen không? Mẹ đấy con. Không có cái đầu xương đen nữa. Su cái nó vậy. Quá nhỏ rồi. À kìa kìa kìa, mình thấy thạch anh rồi. Quá trời thạch anh bên kia. Kỹ thuật ba cua. Cú nhảy thân sau. Ẻn. 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 Úi giời.
Được luôn nha, đừng đùa. Kỹ thuật cú nhảy ẻn ẻn của mình ấy. Công nhận có cái dòng multi jump này lợi kìa. Nhảy thoải mái luôn. Rồi, lấy tạch anh nè. Mình sẽ cần mấy khối ta? Hình như 2 khối đấy. Chính xác rồi. Để mình mở công thức này lên, mình bấm ha. Đó, 1, 2 khối. Ồ, 2 khối tính ra là hồi nãy mình thiếu 1 phải không? Mình sẽ lấy dư dư ra xíu đi. Để mình mốt có chế tạo cái mình lấy mình dùng luôn. Đỡ phải xuống đây đào tiếp. Hồi nãy mình thấy đâu bên đây còn mà ta? Ở dưới này không thấy à. Thôi lên trên này cũng được. Lấy thêm chút nữa ha. Ui cao quá. Mấy cái này nó cao vậy. Phải đặt block lên rồi. Đó. Được nhiêu? Được 15 mà. Tính ra cũng không nhiều hơn là bao ha. Ui trời trời trời, sao mắc máu dữ vậy. Mà đây đào tiếp. Rồi mình sẽ đào hết cái số này chắc mình đi về được rồi đó. Tại vì mình cũng thỉnh thoảng mới dùng mà chứ không có dùng thường xuyên á. Nên tầm gần nửa stack là đủ dùng trong một lúc rồi. Về nhà chế tạo thôi. Làm liền cái máy liền á. Đây mình sẽ làm cái DNA incubator này. Ủa và nó cần thêm gỗ nữa. Ủa mình thiếu gỗ không? Đâu. À mình biết rồi. Mình thiếu cái hammerhead. Đây mình phải làm cái hammerhead trước thì nó mới nhận ha. Rồi. Xong bây giờ thì mình sẽ cần có thêm cái chậu nữa. Ồ mình còn thiếu cái chậu nữa mà bảo sao không chế tạo được. Cái chậu. Ok. Rồi làm luôn. Đây chậu đây. Xong phân. Giờ thì đặt theo công thức của nó ha. Gõ ở hai bên nè. Và hammerhead ở phía trên để cho nó đập cái trứng á. Rồi xong phân. Như vậy thì mình đã làm xong cái máy đập trứng rồi. Mình sẽ đặt góc bên này á. Đó, mình sẽ cho cái trứng này vô nè, lấy cái này đập xuống là sẽ ra em rồng á. Theo như mình biết là vậy. Đó đó, để vô nè, nó bắt đầu hoạt động rồi nè. Ui, hồi hộp quá, hồi hộp quá. Bây giờ đang nấu cái trứng lên đó nè, ở đây có cục lửa nè, đang nấu cái trứng lên ha. Giống như cái quá trình ấp trứng rồng bình thường thôi. Và bây giờ mình sẽ đứng đây để chờ đợi coi kìa, đốt lửa sao nè. Wow, máy móc đẹp ghê ha. Hồi hộp quá, hồi hộp quá. Ừ, và trong lúc chờ đợi thì hay là mình đi ấp trứng đi. Mình còn trứng rồng Catastrophic Quaken nè. Cũng như trứng rồng Clan, mình sẽ ấp 2 trứng rồng này luôn. Đây, mình thử cho vô đây coi. Ồ, vậy là phải ấp bằng cái máy ấp trứng rồng chạy bằng dung nham rồi. Ok. Trứng rồng Clan thì sao? Ồ, trứng rồng Clan cũng ấp bằng máy chạy bằng dung nham à. Ok. Vậy mình ấp trước một trứng đi ha. Coi nè, tới đâu rồi? Phần nửa rồi. Tại vì cái này á thì hình như là nó có thể đập nữa. Để mình đứng ở đây mình nhìn coi có thấy được cái quá trình đập cái trứng không. Mình rất là tò mò luôn. Đợi không được. Tại vì cái này là có máy đập trứng mà, nó phải có đập trứng chứ đúng không. Đợi nha. Nữa quá trình rồi. Ui tính ra cái này nó cũng ấp trứng nhanh đấy chứ. Được thiệt sự. Ôi đợi chờ đợi là hạnh phúc, chờ đợi là hạnh phúc. Để coi máy ấp trứng ở bên ngoài với máy ấp trứng này cái nào sẽ nhanh hơn á. Nè cái này gần xong rồi nè. Quá dữ. Ngoài ra thì coi sắp tới mình sẽ tính tới kết hợp với những em rồng nào ta. Không có em nào kết hợp với Light Fury nhờ. Tiếc thế. Ui cái này lâu vậy. Cái bên này chạy tới đâu rồi. Ồ vậy là cái bên ngoài này nó chạy chậm hơn rất là nhiều luôn. Nó chạy mới được có chút xíu à. Cái trên này gần xong mất tiêu rồi nè. Khoảng thời gian up nó chênh lệch cũng không có cao ha. Rồi gần rồi. Chuẩn bị cái này nó đập xuống á. Cái này đập xuống là xong á. Chờ đợi nha. Nóng quá lẹ xíu đi nào. Trời ơi. Có công tắc gì mình xoay không cho nó nhanh hơn không. Ôi còn một tẹo nữa thôi là được một cái trứng rồng hoàn chỉnh rồi nè. Chuẩn bị. Một xíu nữa. Hồi hộp á. Ơi. Ơ kìa. Ủa. Gì kỳ vậy trời. Trời ơi. Ủa cái gì á? Hình
Hình như mình phải đập xuống một cái nữa. Đó 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 đó. Mình đập một cái kìa. Tôi hiểu rồi, là mình phải gạt cần gạt cho đập cái trứng một cái thì mới lấy trứng rồng ra được. Đó đó đó. Hồi nãy các bạn thấy mình đập trứng rồng không? Ghê chưa, ghê chưa. Mình đã chế tạo thành công cái trứng rồng Butterfly. Mình không biết đập đúng hay không nữa, nhưng mà gọi là Butterfly ha, kết hợp giữa rồng Butterfly với rồng A ha. Quá xá đã luôn. Rồi trứng rồng. Trứng rồng gai vẫn chưa ấp xong nữa cả. Mình sẽ chăm thêm dung nham đi, tại vì cái mồi này một hồi mình ấp trứng rồng cờ lan là cũng phải chăm thêm mà. Đó, chăm thêm một xô nữa là đủ á. Này, thêm một xô nữa. 6.000, ui, một xô nữa không đủ đâu, tại vì ấp một cái trứng rồng tới 5.000 lận, tốn tới 5.000 dung nham lận. Đó, mình phải dư ra một xíu á thì mới không sợ bị thiếu. Rồi, giờ thì mình sẽ cho rồng Butterfly sau khi chế tạo ra bên ngoài. Butterfly. À, gồng xịn nha. Xuất hiện nào. Ú, em rồng này là sự kết hợp giữa cái đầu của rồng Ace và cái đuôi của rồng Butterfly. Ủa đúng không ta, cái đuôi là của rồng A luôn nè. À vậy là cái đầu, cái đuôi là của rồng A, cái cánh với cái dáng là của rồng Butterfly. Trời ơi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Em này cũng có thể ăn cà rốt ha, nên mình sẽ cho ăn cà rốt đi. Hãy ăn đi em, ăn đi em. Trời ơi. Quá im, quá im. Rồi, ngồi yên đi. Ôi đuôi con này. Con dương bài này, cắn em. Gồng phụ ngoài xanh, cắn nó. Hay lắm. Nice sự. Được, tuyệt sự. Được một xíu anh sẽ cho em ăn sao ha. Ui, đói hả. Nè, ăn đỡ miếng thịt đi. Anh lên anh cho mấy em rồng khác ăn cái đó. Ồ, Life Fury cũng đói nè. Ra đi, mình sẽ lên mình cho mấy em rồng trên này ăn cái đó. Lâu lâu mình cũng ghé ăn, mình cho ăn cái. Bên này còn no nè. Ồ, rồng ai hơi đói, cho ăn. Em này thì ăn thịt rồi à, ăn cá được nữa hả? Ok, cho ăn cá luôn. Mi nè, Mi chắc đói nè, chính xác. Ăn đi Mi. Còn mấy em rồng kia thì đi đâu mất tiêu trơn rồi. Mình không biết nó. Ui, em chó đâu. Ướt nhẹp vậy. Rồi, giờ tới rồng cà len. Ủa gì gồng rong cồ chứ, nhưng mà không có đá cho rong cồ ăn. Thôi kệ rong cồ, chắc cho ngủ đi. Ui cái gì vậy, cái gì bắn quả cầu vậy đi. Ui gì, Life Fury làm gì vậy. Trời ơi sao Life Fury vừa bay vừa tấn công ghê vậy. Hình như có cây địch đột nhập hay sao á. Ui Patriot của mình mất máu rồi kìa. Ui sao ăn hiếp em út vậy. Anh em với nhau mà ăn hiếp nhau vậy. Trời đất ơi. Rồi trứng rồng gai đã ấp xong nè. Giờ tới trứng rồng cà lan ha. Ấp tiếp đi. Ôi bây giờ mình có cách nào để cho rồng vua đi chỗ khác không ta. Rồng vua đứng đây chón chỗ quá. Rồi bây giờ thì mình sẽ còn một chút phần ăn nè. Mình sẽ chia cho hai em rồng này, rồng phụng hoàng xanh với rồng Life Fury ăn á. Cho hai em rồng này lớn nữa. Chứ hôm qua mình kiểu mình cho ăn có chút xíu à. Này, mình sẽ chia đôi ra. Ê, cái gì đây? Cái gì vậy Phong Hoàng Xanh? Mèn đét ơi. Phong Hoàng Xanh quất luôn Life Fury mình rồi. Oh my god. Em như vậy thì sao mà anh cho em ăn được hả? Em lì như vậy thì ai cho em ăn? Cho em nhịn luôn. A few moments later. Hình như Elemental cũng muốn ăn hay sao á. Mà nó... À đúng rồi, Elemental đó mèo rồi nè. Đây anh cho em ăn cá nè. Rồi đi ấy đi, để cái này để cho Life Fury. Em mới bị ăn hành một phát từ đồng đội. Mình không ngờ cái rồng phụng hoàng xanh lại hung ăn như vậy đó. Ăn hiếp Life Fury luôn, trong khi nhỏ con hơn nha. Ác thiệt. Life Fury có vẻ hiền quá. Rồi bị ăn hiếp luôn. Ê, ta game. Từ từ em cũng được ăn, chứ đừng có giành ăn của em như thế chứ. Rồi bây giờ mình sẽ cho Life Fury ăn nhiều nhiều một xíu ha. Hy vọng là có thể cưỡi trong ngày hôm nay luôn. 40 là vẫn chưa cưỡi được nè.
chia ra thêm. Tiếp tục. Mình sẽ thử cho lên cỡ cấp 50 đi ha. 50 thì sao? 50 vẫn chưa cỡ được luôn. Wow. Căng đây, vậy thì 60 thì sao? Ui ui, né ra. Elemental cứ choáng choáng trước mặt mình á, giống như muốn xin ăn gì á. Thử lại nha. Mà lần này mình sẽ cho lên 60 luôn. Tầm 60 thì sao? 60 vẫn chưa cho mình cưỡi này. Ôi, mình sợ mình không đủ thức ăn để nuôi Lifuri tới tuổi trưởng thành để cưỡi á. Mình sẽ cho lên thử 70 nha. What? À đây đây đây, 70 cưỡi được rồi. Yay, 70 là mình có thể cưỡi được Lifuri rồi. Tuyệt vời. Cùng anh đi tìm Lifuri thôi em ơi. Quá im, quá im. Ô, 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 phía trên này có cái con rồng. Con rồng này là con rồng Storm Stratus màu đỏ nè. Không biết là nó có định làm hại tới những con bò của mình đang nuôi hay không, cũng như là những em rồng của mình. Nếu mà nó mà dám làm hại một phát là mình sẽ không tha cho nó đâu á. Mặc dù nó là con rồng đẹp thiệt, mà chỉ cần nó làm điều không đúng thôi là mình sẽ xử nó liền ha. Rồi, tạm thời thì mình sẽ cho rồng... Không cho rồng phụng hoàng xanh ăn đâu, tại vì rồng phụng hoàng xanh hung hăng quá. Anh em với nhau mà lại cắn nhau như vậy, mình không thích. Cho bỏ đói bữa luôn. Hung hăng hả? Rồi giờ thì tới rồng... bờ tê rê ha. Bờ tê rê để mình kêu ẻm lên đây cái đó. Không thôi hồi bị con kia nó cà kìa nữa. Ôi quá gần hả? Oh man. Xích qua đây coi. Tại vì gần quá thì mình không dịch chuyển em rồng lên được. Vậy thôi mình sẽ giờ em rồng lên trên đây đi. Chung với mấy em rồng lớn là chắc là sẽ được bảo kê á. Đó, lên đây, lên đây. Mình sẽ cho bờ tê rê ăn á. Trời ơi, nhìn kỹ bờ tê rê đẹp thiệt á. Quá im luôn. Rồi, ngồi xuống đi em. Đừng đi tới lung ta lung tung nữa. Mình còn có một chút thức ăn à. Nên được nhiều, đỡ nhiều ha. Nè, ăn đi. Đó, mau lớn lên nha. Ui giời ơi, ngầu liền. Em này lớn lên còn ngầu nữa, mình tin chắc là như vậy. Quá xa đã luôn. Rồi, và bây giờ thì Lifuri đã lớn rồi đúng không? Mình sẽ... Ồ, chưa. Hình như cái trứng rồng mình ấp cũng xong rồi đó. Nãy giờ ngồi bóc phét cũng hơi lâu rồi. Chính xác. Ui, chưa. Hết nhung nham. Oh no. Mình đã sợ hết nhung nham. Mình cho vô trước rồi đó. Gì mà vẫn thiếu kìa. Ôi, ấp trứng rồng cà lan tốn nhung nham vậy. Quá trời hao luôn á. Đây, mình chăm đầy bệnh luôn. Không chăm thì thôi, chăm là đầy bệnh luôn ha. Ấp hồi hay 9 cái trứng luôn. Rồi, đầy bệnh rồi đó. Giờ ta hồn ấp đi cái trứng rồng này thì tạm thời mình có nên để em ấy ra ngoài không ta? Tại vì còn nhỏ mình sợ cái phụng hoàng xanh lại đi ăn thịt tiếp nè. Nguy hiểm lắm. Mình sẽ kiếm chỗ nào. À đây đây, có cách. Rồng mà ha, mới lớn là mình cứ để lên đây cho mấy em rồng lớn bảo kê ha. Đó. Rồng. Gai. Đấy, spawn ra. Ui giời ơi. Quá im. Ô, em này cũng giống như rồng mà Runkle ha, là ăn những cái block. À, ra là vậy. Rồi, mình sẽ cho mấy cái câu lệnh là ngồi xuống đi, đừng có đi lung ta lung tung. Có vẻ khá là mến những cái em rồng lớn ha. Đi dưới chân ngồng mi nè. Được ấy, còn nhỏ nhìn dễ thương quá chứ. Mà lớn lên nhìn có vẻ là khá là nguy hiểm luôn. Bởi vì lúc nhỏ lúc lớn như hai con rồng khác nhau vậy á. Rồi, giờ thì mình sẽ cất đồ trước đã. Tại vì đồ mình giữ là toàn mấy thứ lặt vặt không à. Nên cất đi rồi chúng ta hẳn đi khám phá tiếp ha. Đây, mày cất dưới này. Hoang sản cất lên đây. Rồi xong phân, giờ là đi được rồi đó. Lẹt cơ, lên đường nào. Ui, còn cái này cũng cất ở nhà luôn. Đi. Hôm nay mình sẽ cưỡi Lifuri ha. Hy vọng là với sự đồng hành cùng Lifuri thì mình có thể tăng cơ hội gặp được rồng Lifuri á. Mình đang săn tìm Lifuri hởm rài rồi mà chưa ra á. Có vẻ khá là khó tìm luôn. Ui, nguy hiểm. Ở đằng kia là một cái tổ rồng ngàn năm. Ô, ở đây con sương nữa. Con sương. Ui, con sương nguy hiểm vậy. Hên là nó không bắn trúng em rồng mình.
Làm gì? Bắn đi, ngươi bắn đi. À bắn nè. Ngươi bắn thật cũng bắn luôn. Bắn không? Bắn hả? Ui, đằng kia kìa. Em Bertrix đang ngồi cạnh cái con rồng ngàn năm luôn. Ồ không, không con rồng hoang dã chứ, không phải rồng ngàn năm. Ghê vậy. Mình sẽ dùng Light Fury. Mình thử cà khịa từ xa coi coi con rồng nó có hay biết hay không nha. Cà khịa từ xa luôn. Ui, từ xa không có bắn ông tới. Sẽ đổi vị trí qua đây. Ui, ở đây có em răng cồn màu xanh kìa, đẹp đấy. Ui chết, cà giật gì là sắp rồi đó. Ôi không, ở dưới có con rồng vua. Ôi no. Đừng văng game nha. Sao mình nghĩ nó sắp văng game vậy? Mỗi lần mình gặp con rồng vua hay là những con rồng ghê là nó sẽ bị cà giật giống như vậy đó. Mình sẽ tiêu diệt nó trước. Trời kìa, nó tấn công những con rồng khác kìa. Con rồng không kịp. Trời ơi. Mình phải... Rồi ok, mình đã bảo vệ được những con rồng ở dưới rồi. Nó đang tấn công để nó tiêu diệt á. Trong đây hầu hết các em rồng đều hiền thôi, thân thiện thôi. Chỉ có một số con là nó không dữ như con rồng vui đó. Đó, và nghiệp vực mình nữa rồi nè. Đấy thì chưa. Giúp thôi mà cũng bị nghiệp vực nữa. Làm người tốt cũng khổ vậy đó. Rồi né ra, chỗ đó nguy hiểm quá. Lúc đầu mình còn định lượng qua chứ. Ui mong được, khoan. Dùng khoảng chừng là nhiều giây, đợi xíu. Ở đằng đó có con rồng hả ta? Bây giờ trước mắt là mình sẽ cho Light Fury ngủ đi. Còn như Light Fury không biết gì hết, một mình chiến đấu thôi. Con ngủm thì mình quay lại mình hốt xác mình thôi. Em rồng vẫn còn an toàn á. Rồi vô mình BK 500 hiệp với con rồng này mới được. Tại vì mình đang thiếu 7 rồng để làm giáp. Đồ các thứ của mình nó hư muốn hết rồi. Nhưng mà mình phải cẩn thận nha, ổn thì mình chắc mình cởi ra trước đi. Để mình thôi gách ổn mình á. Ổn mình ổn xịn mà. Ui trời, nó ngủ trên kia rồi. À, con này khinh địch à. Đi ngủ, có tổ không ngủ lên trên ngủ. Ui cái gì đấy. Trời ơi con BK khe nữa. Ý, đố ngươi bắn được ta. Trời ơi con sướng đến bắn mình nữa kìa. Sẽ lên đây, mình nhảy qua bên kia, xong mình quýnh nó. Ok, kế hoạch là như vậy ha. Còn thực hiện được hay không là một câu chuyện khác. Rồi chuẩn bị. Nó tứ chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Đệ ba. Ui bắn hụt. Trời ơi. Đừng. Rồi. Ui sao lại đứng game lúc này. Ui. Cháy. Ui. Áo. Trời. Lực hoa quả không chờ một ai mà ơi cỡ ổn ra. Vô. Con này hung vậy? Hung nè. Hồi nãy đặt xuống nước hơi lỗi xíu thôi. Chứ người đừng tưởng là người có thể ăn được ta. Đặt xuống nước hơi lỗi một xíu thôi. Này, chấp người một mạng đấy. Vô. Con rồng hung. Hung nè, ta có cung rồng đấy. Hung không. Cung rồng hơi bị mạnh. Đừng có đùa nè. Con rồng khốn kiếp nè. Mình đã trả thù được rồi kìa. Lộc đã revenge cái con rồng lửa này. Đấy, trả thù liền. Chấp một mạng xong trả thù liền. Nói chấp chứ thật ra nãy mình cũng muốn đặt xô nước cho chuẩn lắm á chứ. Nhưng mà đặt hụt tiệt tình á. Cay tế nhờ. Không sao. Dù sao thì mình cũng xơi được con rồng này rồi ha. Rồi giờ thì hốt xác nó và đi thôi. 28 vây đồng. Quá là tiện luôn. Có gì mình sẽ làm một cái ủng mới và tách hết dòng cường hóa trong cái ủng cũ ra và ghép vô ha. Cũng hợp lý á. Tại vì vảy rồng đỏ ở nhà mình á, nó đã hết rồi. Nên mình muốn tìm một cái loại vảy rồng mới để mình làm giáp ấy. Rồi và đây có cái rương gì đây. À cái này là rương chứa hộp giống các thứ thôi. Ok. Giờ thì mình sẽ kêu Light Fury ra để mình còn tiếp tục cái hành trình đó. Đây, Light Fury còn ngủ nè, không biết gì hết. Chắc Light Fury đâu thấy được pha đặt số nước của mình.
Thấy là ghiền ghiền liền, chảy nước miếng liền. Trời ơi, công nhận khó gì mình cũng làm được ta. Từ trên nghe nhảy xuống cái bẹp luôn. Bị rồng khiều cái chết luôn. Khó gì mà cũng làm được. Thôi đi tiếp nào. Cái vùng này thì không biết có chỗ của Nifuri không nữa. Tại vì trước giờ mình chưa gặp trứng rồng Nifuri lần nào á, nên cũng không biết rõ địa điểm xuất hiện nữa. Mình cứ đi theo kiểu như là linh cảm thôi ha. Đi về một hướng bất kỳ đó. Cái đâu hình hên thì mình lại gặp á, giống như hôm bữa thôi. Gặp được 4 trứng trong một chuyến đi luôn mà. Không biết hôm nay gặp được trứng nào hay không này. Mình sợ hôm nay không có gặp được trứng nào luôn á. Cái này sao giống cái tổ rồng vậy? Chưa, mình nghi lắm. Đợi mình xíu. Đáp xuống. Trời ơi, cái này cái hang à. Ôi, bên kia mới là cái tổ rồng hay sao kìa. Điếm á. À, con zombie này định làm gì? Con zombie định cà khịa mình. Nó tới số. Ui, bắn ngục. Ủa, nó tới số rồi. Dám cà khịa hả? Life Fury chứ không phải giỡn chơi đâu nha, hơi bị mạnh. Ở đây là trứng rồng gì vậy? Mình cũng không biết nữa. À, hình như là đây là tổ rồng Phượng Hoàng Xanh. Ui, đằng kia còn có cái tổ rồng gì nữa cơ. Để mình tạm thời mình cho Life Fury ở trên này trước đã, để cho an toàn trước. Đây, Life Fury ở đây đây. Ngủ đi em. Ngủ tiếp đi. Ngủ chưa? Rồi ok, ngủ rồi. Mình làm việc thôi, cho nó an toàn. Rồi, xuống đây. Đây có rương luôn. Im. Có sắt. Astral Diamond. Lẫm. Cái cuộn gì nữa nè. Cái cuộn này thì mình có thể học được phép á. Để mình học phép thuật Queen tiếp coi. Phép thuật Queen. Charandis. Cái gì đây? Đấy, Traveling Lightning Rod. Rồi sao? Lightning Rod rồi mình không có gậy phép rồi sao mà sử dụng được phép đây? Ui, cái gì đây? Ui, đừng nói nó tấn công mình nha. Ui, con rồng nào tấn công vậy? Ui, nó tấn công mình, oh no. Hôm nay mình chỉ cần tổ rồng thôi. Cho mình gặp một cái tổ rồng mới đi. Ui, ở đây có cái lỗ gì nè. Đáp xuống, nhiều khi đây là chỗ chứa trứng rồng á. Phanh lại. Rồi. Xuống. Cho anh xuống nè. Ô. Những cái con này, ông. Người phải. Mình phải đập cái lồng spawn này thôi. Nguy hiểm quá. Lại có những cuộn phép nữa nè. Được, một xíu mình sẽ học phép tiếp ha. À, nó còn. Ui, nó chọn thuốc độc. Nguy hiểm vậy. Ghê quá. Rồi mình sẽ vô đây coi đây là cái công trình gì ha. Thì cái gò đất này không phải gò đất bình thường đâu. À, nó có cổng vào này. Có zombie nha. Nghe tiếng rồi. Ui dù, mất máu lâu thế, đập chính lâu quá. Ui, xương. Trời, xương tốc độ. Xương tốc độ. Nó chạy như thế siêu xe vậy đó. Nó chạy mấy vòng xung quanh người mình luôn mà. Sợ thiệt. Đập spawn. Rồi xong phiên. Đập làm spawn liền. Ừ, bắn nhau đi. Bắn nhau đi. Xong. Rút đồ thôi. Lại cuốn sách này nè, một xíu mình sẽ học phép tiếng ra. Ú, cái này có sửa chữa. Lầm luôn. Có sửa chữa là y mà đó. Cái thứ linh tan tinh mình có thể vứt đi ha, để mình lượm thêm đồ. Có cái chậu này coi. À, chậu này có đồ chơi, được. Kháng độc. À, yếu quá ta. Nóc vô liền. Ui giời ơi, cái này thuốc hồi máu tức thì. Được. Có kháng độc rồi, thoải mái rồi, đi quẩy thôi. Hôm nay không sợ dính độc nữa. Ở đây còn có chỗ của pháp sư nữa. Thôi bỏ qua đi. Ồ, như vậy chỗ này không phải là chỗ trứng rồng rồi, vậy mình đón nhầm rồi. Cứ tưởng là có được trứng rồng chứ. Thôi đi tiếp thôi, Life Fury. Đi mà. Hình quá, Life Fury mình không có bị thương.
coi đi. À, cùng bên đây thử coi. Hy vọng bên đây sẽ may mắn hơn xíu nha. Ui, bên đây lại là chỗ thiên thạch rồi. Thiên thạch này thì sẽ có trứng rồng Galaxy á. Mình thì đang muốn tìm trứng rồng Night Fury cho Light Fury mình có đôi có cặp. Mà khó quá ta. Gặp thêm làng nữa nè. Để mình thử ghé qua cánh rừng mới nè. Cánh rừng này mình thấy khá là lạ luôn. Có cái gò đất này nè, mình nghi quá. Sao bây giờ mình gặp mấy cái gì mà nhô nhô lên là mình cứ tưởng tượng là có trứng rồng ở trong á nha. Khi bạn đi tìm trứng rồng quá 180 phút. Nhìn cái gì cũng giống như là cái tổ rồng hết á. Sợ thiệt. Bên đây có mấy con rồng hoang dã nhìn cứ ghê ghê sao. Tại vì rồng hoang dã rất là nguy hiểm đối với những em rồng của mình á. Nên thôi thà mình nhịn lên xíu đi mẹ mấy em rồng mình an toàn ha. Chứ sung sung rồi mấy em rồng mình bị ăn hành chung với mình thì khổ. Nói tóm lại trong ngày hôm nay thì cái việc thành công nhất của mình đó chính là tạo ra được một em rồng Bterix. Ơi. Ồ Bterix chứ nhầm. Bterix ha. Đâu rồi? Đây ẻm đây. Mình sẽ cố gắng cho Bterix lớn lên trong thời gian sắp tới thôi để mình có thể cưỡi giống như là hai em rồng kia ha. À, và mình còn tới hai quả trứng mà chưa có. Ủa đúng không ta? Mình có cho hai em rồng kia ra chưa vậy trời? Ồ hình như chỉ còn một em thôi. Còn em rồng clan là mình chưa có kịp cho ra ngoài ha. Mình sẽ cho ra vào tập sau và cũng như cho ăn luôn. Chứ bây giờ mình cũng hết sạch nguồn thức ăn rồi. Tại vì đầu tư cho mấy em rồng kia quá là nhiều á. Nhưng nói chung thì chuyến khám phá này cũng tương đối ok đi. Và mong rằng mình sẽ sớm tìm được cái người bạn của Light Fury. Đó chính là Night Fury ha. Mình rất là nôn nóng luôn á. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp may mắn hơn. Còn bây giờ thì bye bye.